Gì vậy? Xin ăn hả? Rồi bà dạy con muốn xin ăn sao? Xin ăn con mỗi lần mà con muốn ăn thì con làm cái gì? Hử? Trời ơi, mỗi lần muốn ăn là vậy đó hả? Hả? Làm sao đâu? Giỏi rồi, qua đây đi bà cho ăn. Ồ, giỏi quá vậy ta, mỗi lần xin ăn là bấm chuông vậy đó, đúng không? Đúng không? Ừ, rồi để bà cho thưởng, bà thưởng nè. Xin ăn lại đi. Giỏi, ok, dễ ngoan.